Ok, này, này, sang đi. Dạ, obrigado, dạ. Mamá tá boa. Obrigada. Feijão não, né? É? Tudo queimou com água. Não tirei feijão, milho, tirei muito pouco, só tirei dois barros. É, guardar o quê? Muito, mulher. Não. Eu mesmo, doutor, dá com agora tem mulher. Tem. Tem fotografia da mulher do Dago. Ah, é? Aguentar acabar, né? Susu, vamos também. Có một đám Susu chuyển sang bên này. Vamos comer muito. Chuyển sang bên này mà bây giờ là Susu lên đây quả này. Đấy, các bạn ấy treo lạc ở trên này để giữ nha mọi người. Thì ở trong này cái bếp mà khói nó lên này, thì ở trong này thì sẽ không bị sâu bọ đâu mọi người nha. Mà năm đầu tiên với năm thứ hai nhá, là phải cũng mất một thời gian cũng phải mất một thời gian để đi xách nước vào cái. Ok mọi người, xin chào mọi người nhé. Quế Bonito và Quỳnh Châu Phi xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Hiện tại Quế với Quỳnh đang đi vào trong một cái khu rừng rậm. Mọi người có nhận ra đây là khu rừng rậm nào không vậy? Đây là con đường đi vào trong nhà Antonio đấy mọi người. Con đường cũ mà ngày xưa chúng ta hay đi vào ấy. Từ bữa sang đến bây giờ thì Quế với Quỳnh chưa đi vào trong này xem ra các bạn đi ở trong này ăn ở như thế nào. Thì hôm nay đi qua thì thấy cái con đường này cỏ nó đã tốt ngập lên rồi mọi người ạ. Nhà Antonio thì các bạn ấy cứ suốt ngày các bạn bận rộn bên kia. Ở bên này thì chả không biết là làng xóm dân làng đi lại kiểu gì. Nhưng bây giờ là cỏ đã tốt ngập rồi. Nó đã nút qua đầu gối rồi. Ở bên hông thì cỏ cũng đã tốt lắm rồi. Nói chung là đi vào trong này là cũng phải để ý rắn rết rất là nhiều rồi nha mọi người nha. Cỏ nhiều lắm. Đây mình quay dưới chân cho mọi người xem nhé. Hôm nay thì vợ chồng Antonio không biết là ở nhà đang làm cái gì với bạn Costa. Các bạn ấy không ở bên cái đất mới cả nhà. Thì nhân tiện hôm nay thì chúng ta cũng đi sang bên này sang là thăm thú xem các ông bà trong xóm rừng ăn ở sống như thế nào. Cũng lâu lắm rồi, cũng phải tầm hơn 3 tháng rồi mà mình không qua đây rồi. Đấy mọi người quan sát đấy, rậm rạp hết, cỏ hết, tràn ngập hết. Ở đây cứ mỗi lần mà đi thì chủ yếu là quan sát thấy cỏ thôi. Ở đây có cái cây bông gòn thì to này mọi người. Maria đang đi đâu kìa? Tuấn đi không chạy đi đâu kìa? Tuấn đi tập phơi ăn được. Đi vào gọi được bọn à? Hôm nay đôi nữa Maria ở nhà dọn cái vườn đây sao? Qua ta đi. Mấy đứa trẻ nhốn nháo đi. Qua ta đi. Tadi dah tahu deh. Oji, kita pergi para nipa lagi. Si. Pai pelantar ke lagi. Okay. Nah, Sandy. Oh, iya. DVD ya. Kuen doktor ya. Saya tak resebe ke bulan sao resebe ke doktor lah. Tak resebe doktor lah. Oh, resebe bulan sa. Resebe doktor lah. Nah, entra ke lah. Didi, vamos. Mấy đứa trẻ con thấy đến đón như kiểu là chảy hội. Hỏi là đón bác sĩ hay là đón bánh quy. Ôi rồi mấy cái cây đu đủ đây quả to vậy. Ô. Tánh mui tù, ma màu. Madura mui tù ra. Ôi rồi, này mọi người này đu đủ này. Cây nó cao lên mà quả cũng khá là nhiều này. Thế này thì các bạn có khả năng chả chán đu đủ chưa nhỉ? Cô mê mui tù. Coi vậy. Cây nó khá là cao rồi nhưng mà cây này không biết là có vững được, gió to đổ này. Đầu thì bé mà thân thì bé mà quả nhiều quả, quả to, sai chữ này. Đây cái ngọn của nó kiểu như không, nó kiểu như bé quá mà sao cái quả nó vẫn to được nhiều nhỉ. Đây trên này cũng vậy này, trông cắm cảnh chưa? Như cây vậy đu đủ trồng một lần mà ăn được một năm rồi đấy, hơn một năm cây rồi. Cây kia cũng đang ra nhiều kìa nhỉ. Đây cũng nhiều này. Bên trên còn đầy hoa mấy quả bé nữa cơ. Chất lượng quả còn to hơn cả những cái lần đầu ấy mọi người ạ. Ra như chất lượng quả nó không thay đổi nhỉ?
không thay đổi. Chỉ cây nó cao lên thôi chứ chất lượng quả không có thay đổi đâu mọi người. Quả nào cũng đều nhau hết, quả to nha. Thế vậy là hôm nay chồng Antonio ở nhà để dọn cái khu vực này mọi người này. Đấy, mọi người trông nó sạch sẽ hết rồi đây này. Đấy. Ớt Việt Nam nha mọi người nhé. Ớt Việt Nam đây này. Chín đây này. Đấy, chín như trà màu đỏ đít vậy. Đấy, đây này. Nói chung là những cái ớt giống Việt Nam mà mình mang sang này trồng ăn được lâu lắm. Okay. Antonio đang đi họp hội đồng hay sao? À, ok. Quỳnh tên kể. Quỳnh. Quỳnh vende bulasa nè. Ta vende bulasa. Costa da boa. Ta du hay sao? Ô como? No. Ako da go ra. Upe ta boa mosra. Ông này có cái chân trước mà không chịu uống thuốc ấy. Xong rồi. Bây giờ nó vẫn chưa khỏi hẳn đấy. Medicamento doctora da ainda toma. Tá, tá toma. Nhưng mà bây giờ sẽ khó khăn hơn tại vì bây giờ nó giống như mạn tính ấy. Kiểu vậy, không chịu uống thuốc cái thứ gì cả. Tanh cái kề tá pa con pa nủ. Hôm trước nó còn đỏ hơn cơ. Nhìn này là đỡ rồi đấy. Quỳnh vai vende đi. Chama vende đi. Quỳnh vende. Ta la đi. Canh compra. Bara tu đây. Vende đi. Vende quanto? Vende cada quanto? Mili à da. Mili da. Ok, obrigada, ya. Sao đi mang ghế ra đây. À đây, Quỳnh. À, ok. Ghế mới. Mili nè. Đẹp đấy. À. Esa nào vende? Mili nè. Ok. Em ta vô lê vài á. À, vô lê vài á. Ok, để xa kì vào mù cơ mẹ nè. Vamos comer. Ninguém quer comer. Está guardado aqui por quê? Está comendo, mas ninguém comer por quê? Comer amanhã. Ah, tá, Fati vai comer amanhã, já? Não, Fati vai comer amanhã. Fala como, Quỳnh, fala como. Fala, tchau, cảm ơn. Tchau, cảm ơn. Não, Fati vai comer amanhã, ué. Fati fala comer amanhã, não é? Nè. Này bắt tiê. Chào cảm ơn. Chào cảm ơn. Cô đi gà cô ta này. Acaba rồi. Acaba rồi. Acaba rồi. Này Tony này. Nào phát tiê ra mau nào. Vô tì bạc tê. Vô tì bạc tê phát tiê rồi. Vai sentar já. Fati. A Quỳnh này. Này Tony này. Tá bom à? Sim. Ô, vừa quả gì rơi đấy? Quả bơ à? Abacate. Da madura. Cobra. Cobra da caiu. Não, abacate. Đây thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng bơ rơi mọi người. Bơ rơi mà. Còn đây là, và đây là hiện tại là khung cảnh của nhà các bạn ấy không có cái gì thay đổi lắm. Nhỉ? Khung cảnh thì vẫn đang bình thường. Chắc ở đây cỏ rậm nhỉ. Đi qua đây bây giờ đi qua. Bỏ ta đi số 3. Dạ xin. Tao tu đu bên. Obrigado, obrigado. Mamá tá boa. Obrigada, obrigada. Muita atenção. Como é? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, ali tudo bem. Família lá. Tá, tudo bem. Tudo bem. E você aqui? Não, estamos normal. Tá normal, né? Mamá tá mais gordo, mais bonita. Soba tá dando mais comida, né? Tá, tá. Tem muito comida aqui, né? E a nenê? Nenê também tá boa. Nenê tá boa. Tá. Esse tempo aqui sai muito produto? Aqui? Sim. Só bugado. Bugado só. Por quê? A chuva é demais. Chuva demais. Chuva demais. Não está parado em outubro? A chuva não está parada. Chuva, me estragou todo o feijão. Yeah, senão tinha muito. Queimado todo o feijão? É, feijão. Todo queimou. Todo queimou. Olha como, só pena. E a nenê tá bom. Nenê tá bom. Yeah, yeah. Yeah. 15 quilos. Tirado só 15 quilos. Só 15 quilos. Sim.
Tudo aqui, só 15 quilos? Aqui só mesmo. É. Ali tudo queimou, ali também em cima aí queimou. Ah, é? É. Essa tempo só suva muito? Muito, muito. Todos os dias? Todos os dias? Todos os dias. É. Todos os sábados de... Sim. Se não chover de manhã, chove à tarde. Hoje também que vai começar a chuva hoje? Hoje não sei. Hoje deu pausa. O milho, saiu muito o milho, não saiu? Nada, pouco. O milho também saiu pouco. Saiu pouco. Então esse tempo o quê? O vento. O vento também. O vento, depois partiu. Já. Todo milho caiu com vento. Já. Então esse tempo. E essa... a mãe da detona está boa. Tá boa. Tá boa. Sim, sim. É bom ganhar, é bom ganhar. Deu um neném barqueiro. Chegou como? A neném já chegou como? Já chegou assim. Já chegou assim? Ah, ainda pequeno, não é nada. Já sabe muito? É? Já sabe muito. Já não deixar papai, mamãe e mais. Até quantos anos? Ela já há 5 anos. Ah, não, já está 5. Já está grande. Já está. Altura? Altura que? Altura igual do que? Como o Maxi? O Maxi. Sim. Ah, mas tá Maxi já há 10 anos. Já, Maxi já há 10 anos. Mas ela há 5 anos já que? Como o Maxi? Sim. Nossa. Ông bà ấy hỏi thăm ở nhà thì như thế nào mọi người ạ? Đã sabe demorar muito. Sim. Demorará muito lá. É. Ali toda a saudade acabaram. Sim. Passou toda a família. Ok, sim, sim. Yeah. Também que saudável aqui muito. Muita saudade já. Sim, já. Também tenho muita saudade. Ok, sim. O doutor não sei se vai vir mais ou não vai vir. Sim. O senhor vai ver hoje da cidade toda. O doutor ainda não chegou a falar ainda. Já. É verdade. Vai hỏi thăm nói chuyện ông bà rất là vui. Sô bà senta aí, pode sentar já no sofá. Eu vai na praça agora. Diga. Vai na praça. Não. Essa hora mais. Não, né? Só a mais de manhã. Ok, sim. Já. Sô bà sac pergunta aí que cumprimentar só. Sim, sim. Tá muito bem, doutor. Eu penso que sô bà, esse tempo sai muito do que produto. Causa de barriga também já. Fica que é. Macunda, só tirei também 15 quilos. Já. Macunda. Macunda, só 15 quilos. Tudo, feijão. 15 quilos de feijão, 15 de macunda. É. Então, que todo mundo já que. Assim já vamos. Assim, agora vamos já guardar para cimento. Sim. É para cimento já. Ok. Então, essas anos, todo mundo. Está perdendo. Há muitos não tiraram. Pior é Junguba. Muitos que não tiraram. Nada. Junguba mesmo, tiramos pouca Junguba. Chuva demais. Não está a parar um dia. Todos os dias chuva, todos os dias chuva. Sim. Onde só que não choveu. Já. Mas aquela hora já começou a formar. Assim. É. Depois quando vem, não avisa, um mês de outro. Đây mọi người thấy ông bà kêu là năm nay mưa rất là nhiều đến nỗi mà đậu các thứ là trồng nó bị mất mùa, lạc các thứ là cũng không thể thu hoạch nổi bởi vì là mưa đến xong rồi nó nảy mầm các thứ đấy, cho nên là năm nay là dân làng các thứ là thất thu ấy. Mà trong khi đấy Tông Tám với lại là Antonio là cũng thu hoạch được tương đối đấy, như thế là tương đối. Diga. A doutora foi magrinha. Ah, é? Ela vai gostar sim, hein? Já, tá bom, já. É verdade. Ah, essa ainda tá bom. Tá bom. Não, tá para. Funcionar bem, tá né? Tá funcionando. Ok, tá bom. Ah, já, que é bambu. Tá bem, já. Já trocar bambu? Não, vamos ainda não trocar, mas vamos trocar. Já. Assim ainda tá boa. Nem precisa trocar. Sim. Cái đèn năng lượng mặt trời vẫn ok. Dạ, ok. Aqui tem quanto caixo de dê? Dia 9. 9 caixo? Então, que nem precisa subir em montanha. Dạ, ui giời, cây cọ này nắm buồng nhầy. Kinh khủng ấy. Ông bảo là 9 buồng cọ, cây cọ này. 1, 2, 3, 4, 5. Nguyên đây đã 5 buồng. Kinh nhầy. Muito đen đê. Bonito. Mãi bonito, já nem precisa subir mais na montanha. Ở đây là các bạn, mọi người là sử dụng dầu cọ nhiều lắm, cho nên là cây cọ này công nhận ra nhiều quả thật, nhiều đấy thôi. Bánh bonito, đằng sau đây đầy. Cái này khi bà Antonio đánh sang bên kia trồng.
Đây cây nhãn, cây nhãn của các bạn này mọi người. Cây nhãn nha. Các cây ăn quả của các bạn đây. Là bây giờ hiện tại đây là chỉ còn có cây nhãn này với lại cây nhãn kia. Cây nhãn. Đấy, hiện tại thì bây giờ là các bạn ấy đang còn hai cây nhãn mọi người. Hôm trước chỉ có mang cho các bạn hai cây nhãn thì còn nguyên hai cây nhãn này. Còn cây mít thì chết rồi. Không biết là cây hồng xiêm thì ở cái chỗ nào. Bây giờ là cỏ chỗ này là khá là rậm rạp đi. Không biết là nằm chỗ nào để đi tìm cây hồng xiêm đâu. Nhưng mà hồng xiêm chắc là nối trên kia, không biết là còn hay là đã mất rồi. Nhưng mà cây nhãn ở đây của các bạn là nó không tốt bằng cây nhãn trên nhà mình. Cây nhãn trên nhà mình bây giờ nó lên cao qua cái tầm tay với này rồi, cùng một lứa mà mọi người. Nhà mình trên nhà mình trồng hai cây thì hai cây đều tốt hơn hai cây này của các bạn đấy. Boa tarde, chefe. Sim, boa tarde, comandante. Daí onde? Se chama amanhã. Boa tarde. Boa tarde, Daku. Daku, tá bom? Você perdeu muito tempo não aparecer mais. Eu ia ficar triste. Não pode triste. Eu tenho mini para você. Mini, já? Mini. Já? Excelente. Mini para você. Esse comprar o barubo. Comprar o barubo. Ok, te atira. Eu ia trazer na dona. Sim, nos mestres que estão fazendo madeira. Tá gordo. Você perdeu muito tempo. Já, é fuzil. Já fica mais gordo. Já tem mulher. Já tem mulher? Já. Tá onde mulher? Foi ontem na cidade. Aí? Sim. Mulher é bonita, né? Sim, bonita. É. Apresenta já agora, né? Sim. Dá cuida de ela, com vó, né? Ok. Tá bom, parabéns, né? Parabéns. Parabéns. Então você tem que mulher, então você fica mais que bonito, mais gordo. Dá cuida. Com vó, com vó, rồi. Ok, tá bom. Parabéns, Daku. Obrigado, Daku. Tá mais lá também, né? Já. Já tem também. Mentira. É mentira. Já mentira, mentira. Ah, ok. Tá quase. É o Daku. Já tem dois meses. Nhà Tông Tám. Cái bếp của Tám là không sử dụng nữa mọi người. Bếp của Tám trước đổ bên kia sang bạn đắp vào nhưng mà không sử dụng nữa. Đất ở đây, còn bếp thì vẫn để nguyên. Chắc là các vị về là ăn chung với Tông. Tông với Tám ăn chung với nhau. Đây các bạn đi, các bạn khóa hết cửa ra đây mọi người. Các bạn đi làm thì khóa hết cửa rồi. Bếp của Tông trông vẫn ngon lành mọi người. Nói chung là cái bếp mà làm cho các bạn như thế này cũng khá là hiệu quả. Đang còn rất là ngon lành nha. Các bạn ấy đang hoạt động khá là tốt cái bếp này. Không bị cháy, không bị đổ giống như bên Tám là ok rồi. Và ghi đài như vẫn ở đây nhỉ. Bà ta đi. Dạ, bà ta đi. 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 À, ok. Obrigada. Nesse tempo sai muito produto? Saiu. Sai muito, né? O carro saiu. Agora que estragou com a chuva, mas saiu. É? Quatro sacos assim de goba, mas feijão aquele. Feijão não, né? Feijão não. O milho não saiu. Milho saiu. Milho cara. Saiu, né? Saiu. E em goba também tem quatro sacos. Saco. Ah, parabéns. Na soba, perder tudo. Quem perdeu? Na soba, tijão. Perdeu. Só ficou 15 quilos do feijão. É, o feijão sim. Não perdeu muito. Mas mamãe tá saindo muito de goba, parabéns. Já, ok. Tá bom. E a família lá? Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá tudo bem. Tá bom. Já, ok. Já. Tá dormindo? Nenê, não. Tá cozinha? Não, vou tomar banho. Ah, é? Já. Ok, só cumprimenta. Tá bom. Já, ok, já. É lá, já vai aqui lá. Tá bom. Ela tá bom. Não vem agora? Não. 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 Mamá passa a nota? Tá muito tempo. Ah, pai, já tá muito tempo sem vir aqui. Então ninguém mora aqui? Não, tem alguém. Então tem alguém que tem lavra em cima, então pediu a casa nelas. Ah, é? Mamá passa com mamá aqui, que? Celina. Marcelina, também não vi? Mãe dele está doente, anda doente há muito tempo. Há quanto tempo ele não vi aqui? E
Já tá com a minha 6 meses. Seis não, meses? Não, não. Nada, né? De vir aqui? Não, de... 4 meses. Só vem. Da mãe doente. Da mãe doente, sim. Agora deve... Só fazer um dia ou dois. Só fazer um dia ou dois e volta. Mas ainda que nós pegamos essa vez. Mas a Nina vê a panchada, a coisa. Bà đi đâu ạ? Đi về phố, đi đâu có mẹ của bà ấy là ốm. Với lại là một vị nữa thì đi đâu ấy. Nên là bây giờ cho người khác vào đây ở, mọi người. Cho người khác vào đây ở. Aki canh mora aki. À, em vou você, né? Boa tarde. Boa tarde, sou doutora. Tá sempre de pilo? Sim, pilei. Já. A mãe tá boa? Tá cozinha? Esse que é? Essa tempo sai muito produto. Ah, toca. Ok. Cobra? Sim, na lavra. Qual é a cobra? É um bicho assim, na lavra, me picou. Assim, quando me picou, perdi a força de trabalhar. Trabalhei muito pouco. Feijão todo queimou com água. Não tirei feijão, milho, tirei muito pouco. Só tirei 2 barras. É? Sim, não tirei nada. Perdeu tudo? Sim, perdeu tudo com água. É? Agora todo mundo para perder. Isso é verdade. Só tão tám sai muito. Não sabe o que sou doutor. Só tão tám. Tông tám xây môi tù. Bây giờ là cả làng ai cũng bảo là năm nay bị mất mùa thất thu. Papa ta bò am mama ta onde ta du mi mama ta bò đây là con của Oga. Essa é tua criança, né? Já está muito grande, né? Oh. Boa tarde, Puto, não está? Não, oh, que mato são boas, né? Puto, e trabalha? Da colina. Culi. Que diz culi? Culi. Não sabe, né? Da chungai, né? Culina. Chungai. Đi một vòng. Em bé dùng bố. Tình hình dân làng đây thế nào? Canh, chi củ nấu ta? Chi củ ta đun mì? Nào. Chi củ đi vào thăm chi củ. Nào, mua lê đa củ nấu ta kì. Dạ. Amanhã vai vir, né? Amanhã você que fazer festa, né? Sim, sim. Chico, sim. Ah, boa tarde. Sim, sim. Tá boa? Sim, sim. Tava a chamar, mas você não escutei. Ah, não escutei. Sim, sim. Chico, não tá? Não, só foi daí. Ah, Chico, sim, sim. Pode ser que a mulher da Cuta lá dentro? Nada, foi ontem na cidade da comida na nenê. Você guarda o quê? Não. Muito, mulher? Não. Da Cuta agora tem mulher. Tem fotografia da mulher do Daku. Ah, é? Maria, olha, com a Daku. É, é pra diretor. Tem mulher. O Daku não pronto da casa? Não, já iniciei a cavar para aproveitar já a água. Sim, é verdade, diretor. Tem que ir pronto já. Doente, já caiu. Tava muito doente. Já, o Daku, vamos tirar esse. Não, vamos tirar esse. Vou fazer outro adobe ali para construir já. Tá quase pronto, mas não fazia pronto. Nhà của Đa Cụ hết mùa mưa rồi chưa xong. Chỉ còn cố gắng mấy ngày là xong não, nhưng mà Đa Cụ không xong. Não, vou fazer já, doutora. Já tem lona também para começar a tapar. Já. Lại đang dùng bạt của nhà Antonio để che đi. Maria ta mostra mulher Đa Cụ. Maria đang tìm ảnh người yêu Đa Cụ. Sẽ phải người yêu Đa Cụ nào. É jovem. É jovem, bonita. Sim. Bonita, né? Sim, sim. 15 anos? Não. Não. Já é mais velha, já tem neném. Ah, já tem neném? Sim. Mora junto aqui? Sim, sim. Yeah. Foi ontem. Ah, ok. Mostra. É bem bonita. Ôi giời, người yêu Đa Cụ trông cũng xinh gái phết này. Wow. Trông cái quen này. Có da, có thịt đi. Tá bom, bonita. É, bonita. Nome que? Nome dela. Nome dela.
É Sônia. É Sônia? Sim. É mesmo, você sempre sonha. Então encontra ela. À, ok nha mọi người, đấy, đi vào thăm một vòng, thăm một vòng ở trong này thì trong này trong xóm này mọi người cũng không có cái gì thay đổi nhiều đâu. Cái nổi trội nhất là năm nay là ai nhà ai cũng bị mất mùa mọi người, nhà ai mất mùa. Có ở đây thì bà Marcelina với bà Pansa thì lại không ở đây nữa. Đây là cho người khác vào ở. Quỳnh đứng đấy là thận gà ở đầu ấy. Đây đứng gà đứng ngay trên đầu ấy. Đâu? Đẩy quá nguy hiểm mọi người. Tự nhiên là trên cái cột cái bắt đầu ấy mà xong. Ô vù xinh ô vù mà mệt cái là cà bê xả. Ta đây, até depois, yeah? Dá licença, yeah? Đấy, đi vào trong này là đi coi như là hôm nay đi thăm một vòng với mọi người xem là ở trong xóm rừng ấy, mọi người sinh hoạt sống như thế nào. Thì một thời gian dài mình không vào đây thì bây giờ là chỉ có bà Marcelina với bà bà Pasa thì không có ở đây. Nhà Tông với Tám thì các bạn đi làm rồi không có ở nhà. Nói chung thì cái nhà của các bạn ấy xây cái thời gian đấy như bây giờ là vẫn là ok này. Nó chỉ có nứt cái thời gian ban đầu cái coi như là nó hết nứt rồi, bây giờ nó ổn định hết rồi. Esa, Kaza, Tam Banh, Tabo à? Đấy, cái đèn năng lượng mặt trời của các bạn thì vẫn đang đây nhé mọi người nha, buổi tối thì nó vẫn sáng. Đấy, còn ở đây nhà Antonio này, Susu đầy đây này. Nào có me Susu, Antonio? Come. Come, tiramos. Y también, ese tiempo. Nó quen ta các bạn ấy. Su su bây giờ là có một đám su su chuyển sang bên này. Chuyển sang bên này mà bây giờ là su su lên đầy quả này. Ăn không hết. Cái dàn su su bên kia thì bỏ đi rồi, nhưng bên này thì đầy đây. Ese noi non plantam. Ese maxi de Itali cum de tipo metendo lixo. Então subiu já rápido. Đấy, su su đấy. Tha hồ ăn su su. Đây cái chanh leo đi mọi người ạ. Bỏ tay đi. Bỏ tay đi. Quỳnh đây. Cho nên đang tiện này hỏi thăm mấy ông này là cưa hãng gì mà sử dụng cưa như nào. Các ông bảo hướng dẫn cho sử dụng cưa. Quỳnh đây. Quỳnh đây. Quỳnh đây. Quỳnh cô mu Maria bảo đi vào trong này xem quý nhé. Maria bảo đi vào trong này xem lạc giữ lạc giống như nào. Tam bồng a sinh để sa sinh vai nâu tanh bi sủ sinh a sinh vai nâu tanh bi sủ nói guardar três sacos essa aqui comer. Ah, essa para comer. Vai tirar agora. Sim, não, todo o saco não vai sair. Não vai sair o saco. Aqui é só um toque de mestre. Các bạn ấy treo lạc ở trên này để giữ nha mọi người. Thì ở trong này cái bếp mà khói nó lên này, thì ở trong này thì sẽ không bị sâu bọ đâu mọi người nha. Mà như các bạn bảo là cụ thể là cũng không bị chuột luôn nha mọi người nha. Để trên này các bạn bảo là cũng không bị chuột ăn. Để các bạn bảo đang giữ ba bì. Ba bì và để làm giống này. Ba bì để làm giống này. Quỳnh đây lên lên. Tao tira para que. Anh bé lên. Quỳnh lên. Bụi vào mắt rồi đấy. Quỳnh đây lên. Quỳnh sai đi aqui muito poeira. Tony này. Ui Tony này, Tony nào. Vậy là xin nào. Tony. Vai aplicar com aqui. Milho, nós temos 11 sacos. 11 sacos? Sim. E aqui comer ficou? Comer muito, ficar só 3. Ficar 3, né? Dividir também, família. Đây là các bạn đi thu được 11 bì ngô, mọi người. 11 bì ngô và ăn dần, rất là cho như gia đình rồi. Ở đây còn 3 bì này. Vẫn còn 3 bì ngô nhé. Quỳnh lên. Ăn hết 3 bì ngô này rồi. Ăn hết 3 bì ngô này rồi thì đến lúc ngô ở kia nó ra khô lại bắt đầu này tiếp tục có đồ ăn rồi. Đấy, năm nay coi như là nhà bạn đi là không phải mua bột ngô, hạn chế hẳn là mua lương thực như mọi người nhé. Lạc đây, ba bì để làm giống cho vụ sau cũng được. Xem, bây giờ để xem chất lượng nạc thế nào nhỉ. Quỳnh đây lê. Quỳnh đây lê. Quỳnh đây lê. Quỳnh đây lê.
ajuda papá. 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 Deu. Marcinho. E aí? Sami. Banda se galopa. Ajuda papá. Ajuda papá. Ôi, bóng điện nào. Đây là bóng điện này. Bóng điện là Sunny bật đấy. Bóng điện của các bạn vẫn sáng nhé mọi người nhé. Buổi ban ngày các bạn tiến bộ là các bạn ấy tắt bóng điện xem đi mà. Xem anh Quyết cũng nhắc mình nghe Quyết cũng nhắc nhiều á. Nhắc hết cả năm ngoái, năm nay các bạn thực hiện được rồi. À, lạc ngon quá. Cái gì đây? Đất cho mình rơi vào phân gà ta. Lạc ngon phết đấy mọi người. Lạc đỏ này. Ở đây là lạc của các bạn ấy đợt đấy để giống lẫn lộn cái gì? Cái gì? Cái gì? Ta là cháu là Quỳnh xinh gái. Cháu là Quỳnh xinh gái. Cháu là Quỳnh xinh gái. Đây Maria cho nha, obrigado nha. Yeah. Đây lạc này. Lạc này bạn ấy chắc phết đấy mọi người. Chắc phết nha. Cháu là Quỳnh xinh gái. Đấy, lạc này. Ok nha mọi người nhá. Thế coi như là năm nay là nhà Antonio vẫn là nhà thắng quả nhất mọi người ạ. Nhà bạn ấy vẫn là nhà thu hoạch được nhiều lạc đấy. Với lại là ngô, với lại đỗ các loại đấy. Mọi người nhá, mình vừa đi qua mình hỏi một loạt thế mọi người thấy là tất cả mọi người bảo là ở năm nay thất thu, mùa màng này không ăn thua. Ya, obrigado. Không chẳng mà đâu. Ya, thank you for that nha. Oh, aquí bidón ta en septiembre. Mưa tuốt vậy chắc là bể thì nó cũng đầy nhỉ. Wow. Bể nó cũng đầy. Esa ya no. Nem precisa passar rio, não é? Năm đầu tiên với năm thứ hai nhá. Là phải cũng mất một thời gian cũng phải mất một thời gian để đi xách nước vào cái mùa mưa đấy, nhưng mà năm nay không phải xách nước một lần nào mọi người ạ. Quando chuva para ovo carregado do jogo. Đấy, mọi người thấy nhá. Năm nay chứng tỏ mưa nhiều ấy. Mình nhớ là cái năm đầu tiên, năm thứ hai ấy là một cái khoảng giữa mùa mưa ấy là các bạn phải đi cũng phải mất cả tháng, hơn một tháng là phải đi xách nước ấy. Nhưng mà năm nay là không phải đi xách lần nào mà bể xuống đây vẫn đầy này. Cái bể nước vẫn đầy. Năm nay là không phải lo nước nôi gì đây, sướng. Mutubo là kì mò ra cái mutubo à. Mai được cứ xì đà đi. Nó nghe xinh. Tem pessoa que tá vindo tá falando, você é muito mais melhor. Cidade você fica velho, aqui você fica morto. Sim. Mais importante na cidade, tem que ir gastar água. Não tem água e direito de casa. É mesmo assim. Sướng, sống đây vẫn sướng hơn. Như các bạn là về đây là sống là sướng. Tá bom. Để bữa sau mà chuyển sang cái khu đất bên kia ở các kia là còn sướng nữa, bởi vì lại còn gần suối nữa, mùa khô thứ là không phải lo chuyện nước nôi. Các bạn ấy cũng đang tính là hết cái mùa này mọi người này, hết cái mùa mưa này, mùa khô các bạn sẽ chuyển sang bên đây. Các bạn ở, các bạn phải sửa cái bức tường ở bên này, ở phía hông với lại phía trước vì nó hơi bị cong vênh chửa đó thôi, cho nên các bạn phải sửa để ở cho an toàn. Đến mùa khô các bạn sẽ chuyển sang bên đấy nhé. Cái gì? Quỳnh ra phala cái lingua Việt Nam. À, đi vào trong này xem tình hình ở trong này. Bóng điện ở trong này của các bạn ấy cũng sáng mọi người nhá. Đấy, các bạn đi vừa bật bóng điện, bóng điện trong này điện vẫn thoải mái cho sáng này. Ngô này các bạn ấy tách ra các bạn để đi nghiền đấy nhá mọi người nhá. Đấy, ngoài cái bình ngô kia ra bây giờ còn tách được cả đây nhá, cả một chậu ngô to này nữa. Nói chung là thoải mái mọi người ạ. Năm nay thoải mái. Nó không bị mốc đâu mọi người. Lúc đầu các bạn ấy thu hoạch muộn tưởng là mốc nhiều nhưng mà không mấy nữa. Nào Milu nào. Lingu ba xe gà. Maria bảo bác sĩ có lấy ngô không? Đáp bông. Đấy, ở trong nhà là như vậy đấy mọi người. Vẫn có ngô sẵn sàng để đi để nghiền bột đây này. Cái này thì sao?
Cái này cũng đang lấy cái sạc tốt đây này. Essa tá carrega bem, né, Dono? Muito bem. Ah, tá bom. Tava mal por quê? O telefone é outro. Aquele já ficou em casa. Tava arrebentando o fio. Já fui para cortar o fio. Quando cheguei aqui, de novo não estava bom. Então falei no telefone, ele trouxe outro. E levou aquele em casa. Daí, bây giờ là sạc này ok rồi mọi người. Não, tá carregando bem. Esse também estavam já estragados, troquei, meti já outro. Ah, ok. Mas tive que fazer direito, porque aqui, quando faz, dá 19 horas, apaga tudo, vai sozinho. Daí, bây giờ là tất cả cái hệ thống điện này coi như là sạc vẫn ok nha mọi người nha. Antonio bảo là sạc rất là tốt. Đây, có cả cái chuyển thành điện 220 mà mình cho bạn lên đây. Bây giờ là nối vào đây thôi, nối vào đây xong là sạc điện thoại cái thứ thôi. Usa, consegui usar tudo completo de noite? Sim, toda noite, toda noite. Tá. Toda manhã tá muito, essa fica bem forte. Às vezes, 3 horas quando estou editando vídeo, ainda meto a carregar 3 horas. Carrega. Ok. Đấy, đây là hệ thống điện của bạn, vẫn là ok nha mọi người. Chỉ một tấm thôi. Chỉ một tấm năng lượng mặt trời vừa vừa đây. Không to lắm đâu. Thế mà sử dụng với cái bình ắc quy này là quá là ok, tuyệt vời. Quy lên 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 lên. Đấy, rồi hôm nay là đi vào trong này review cho mọi người một chút. Quay cho mọi người một chút về cảnh xóm làng ở đây như nào, hỏi thăm ở đây mọi người làm ăn trồng trọt năm nay ra sao, thì mọi người thấy là mọi người xung quanh đây xóm làng gần như là mất mùa, thế nhưng mà các bạn ấy, Antonio với là Tông là coi như là cũng được tương đối đấy, cũng là thu hoạch đấy, nhưng mọi người năm nay cũng coi như là thắng lợi trong cái việc trong cái gọi là thắng lợi năm nay, gọi là các bạn như là thắng lợi. Trong khi đấy thì làng xóm các thứ thì đa phần là mất mùa do mưa quá là nhiều đấy mọi người. Rồi, thì tình hình video này sẽ kết thúc đây nha. Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người nha. Ok, hẹn gặp lại ngày mai nha. Xin chào mọi người nha. Tony Kareka nha. Xin chào mọi người. Cháu tên là Tony Kareka. Quỳnh nha, phải xin chào. Cháu là Quỳnh, xin gái nha. Quỳnh, phải xin chào. Xin chào. Xin chào. Cháu là Quỳnh, xin gái. Đây, vô pha rè nè. Vô ra. Ela não quer tirar isso. Quer tirar? Sim. Ah, para. Vai, tá bom, mọi người nha. Ok, tá bom, mọi người nha. Vai na tia, vai na tia. Toma. Tích tao ra. Cháu là Quỳnh xinh gái. Tích tao xinh gái. Ok. Hola, hẹn gặp lại ngay. Sim. Ah, thích chơi kiểu này cơ. Kiểu coi mọi người ạ.